Trong tuần vừa qua phải là một tuần vô cùng sôi động bởi vì mình nhận được rất là nhiều câu hỏi, không chỉ một, không chỉ 10 mà lên đến là 20 mấy câu hỏi lận. Wow. Nhưng mà mình xin tóm gọn lại còn 10 câu hỏi để trả lời cho anh em trong một video lần này. Và những câu hỏi này sẽ liên quan đến điện thoại Android, iPhone, nào là em có nên mua iPhone 11 Pro Max hay không, rồi anh ơi hãy làm về iPhone 13 mini đi. Thì tất cả những câu hỏi này mình sẽ được trả lời trong video ngày hôm nay. Mình là Trương An, đây là Vietablet. Nhớ cho mình một like, một subscribe nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Và trước khi bắt đầu video này thì bên mình hiện tại hai sản phẩm này có mức giá tốt nhất, đó chính là iPhone 12 tiêu chuẩn và iPhone 11 tiêu chuẩn. Máy sẽ là máy Lightning đẹp như là máy mới và tầm giá chỉ tầm là 10 triệu đổ xuống mà thôi. Và nếu như bạn mua máy cũ bên mình sẽ có chương trình đổi trả trong vòng 7 ngày và hoàn tiền 100% luôn cho anh em. Đặc biệt nếu như bạn muốn săn những chiếc điện thoại iPhone giá tốt nhất, rẻ nhất và điện thoại Samsung thì mình sẽ để ngay đường link của Telegram Vietablet bên dưới, click vào tham nhóm để có ngay một chiếc iPhone, một chiếc điện thoại Samsung mức giá tốt nhất so với thị trường nha. 10 câu hỏi trong video này là 10 câu hỏi vô cùng dài và chúng ta sẽ đến ngay với câu hỏi đầu tiên nhé. Câu hỏi đầu tiên thì các bạn đã hỏi mình là thế bây giờ còn nên mua iPhone 11 Pro Max để chơi Liên Quân hay lướt web, coi YouTube với bóng đá và camera để dùng lâu dài không? À, với câu hỏi này mình sẽ trả lời như sau. Hiện tại thì iPhone 11 Pro Max vẫn còn quá ngon khi mà nó sẽ đáp ứng hai yếu tố cho anh em. Thứ nhất là cấu hình bên trong là Apple A13 Bionic, mang đến hiệu năng cực kỳ mạnh để hỗ trợ về camera và trải nghiệm thao tác ứng dụng đa nhiệm của anh em tốt hơn. Và thứ hai là máy đang có mức giá cực kỳ tốt tại Vietablet bên mình. À, còn một yếu tố nữa đó chính là máy đang có màn hình cực kỳ to, trải nghiệm sống động hơn để xem phim giải trí đa nhiệm nó tốt hơn và thoải mái hơn đến cho người dùng. Về tầm giá thì bên mình hiện tại đang có 3 sản phẩm về iPhone 11 Pro Max máy cũ, đó chính là phiên bản 64GB, bản 256GB và bản 512GB. Về phiên bản thấp nhất là 64GB thì tầm giá của máy chỉ là 12.100.000 đồng cho chiếc iPhone 11 Pro Max máy Lightning. Và với phiên bản là 256GB máy 99% giá sẽ là 14 triệu, phiên bản 512GB 99% giá sẽ là 16 triệu. Và ngoài ra bên mình còn có máy lock của iPhone 11 Pro Max và giá của máy chỉ là chưa đến 10 triệu đồng, mức giá tốt nhất cho anh em quan tâm đến iPhone 11 Pro Max. Câu hỏi số 2, anh làm về iPhone 13 mini đi anh, em năn nỉ anh đó. Chà, sorry anh em, bởi vì dạo gần đây thì mình không lên video nào liên quan đến dòng iPhone 12 mini và dòng iPhone 13 mini bởi vì mình nghĩ rằng nhiều bạn sẽ không ưa chuộng dòng điện thoại này cho lắm. Nhưng mà mình không ngờ rằng là có bạn vẫn còn quan tâm đến dòng điện thoại này thì mình sẽ chia sẻ như sau. Bạn nào đã quan tâm đến điện thoại nhỏ gọn, tiện lợi nhưng mà hiệu năng phải tốt, chơi game đã, xem phim sống động và được cập nhật iOS lâu dài thì iPhone 13 mini sẽ là lựa chọn cực kỳ tốt đến cho anh em. Hiện tại bên mình thì không còn iPhone 13 mini máy cũ nữa, nhưng mà mình sẽ cho anh em giá của iPhone 13 mini máy mới nhé. Về phiên bản thì bên mình sẽ có 3 phiên bản, bao gồm là 128GB máy mới, 256GB máy mới và 512GB máy mới. Bản thấp nhất là 128GB giá sẽ là 19.400.000 đồng. Bản 256GB máy mới sẽ là 22.300.000 đồng. Và phiên bản 512GB máy mới sẽ là 31 triệu đồng cho bạn nào quan tâm đến iPhone 13 mini. Câu hỏi số 3 thì có 11 trả bảo hành không shop. À, nếu bạn quan tâm đến iPhone 11 máy trả bảo hành thì bên mình cũng có luôn. Và máy có mức giá cực kỳ tốt, chỉ tầm là 9 triệu đồng cho chiếc máy trả bảo hành máy new full box nha anh em. Anh em nào quan tâm đến iPhone 11 máy trả bảo hành máy full box và new seal hoàn toàn thì mình sẽ để ngay đường link bên dưới, click vào và mua ngay nhé. Ngoài ra thì bên mình còn có những sản phẩm khác giá cực kỳ tốt như là máy line new, hàng CPO hay là hàng lock. Và đến với câu hỏi số 4 thì có bạn đã hỏi mình là nên chọn iPhone 12 hay 11 Pro Max anh, mong được anh rep. À, với câu hỏi này mình sẽ trả lời như sau. Về bài toán giữa iPhone 12 và iPhone 11 Pro Max thì chúng ta đã thấy được rất là nhiều video và rất là nhiều tờ báo rồi đúng không nào? Nhưng mà để nói kỹ hơn, hiện tại thì chúng ta nên lựa chọn chiếc điện thoại nào thì mình nghĩ như vậy. Nếu như bạn đang cần một chiếc điện thoại mà phải mang đến cái trải nghiệm nó tốt nhất về hiệu năng bên trong cũng như là tầm giá của máy thì mình nghĩ rằng bạn nên lựa chọn iPhone 12. Bởi vì hiện tại thì iPhone 12 máy 64GB mà 99% máy Lightning new thì tầm giá của máy còn chưa đến 11 triệu đồng. Mức giá đang cực kỳ tốt cho các bạn nào đang quan tâm đến con iPhone 12. Và ngoài ra thì iPhone 12 còn được hỗ trợ với Apple A14 Bionic bên trong. Con chip mạnh này không chỉ mang đến hiệu năng mạnh mà còn hỗ trợ về camera cũng như là trải nghiệm đa nhiệm cho anh em tốt hơn. Còn nếu như cái anh em đang cần là một trải nghiệm nó phải trọn vẹn nhất về màn hình to, về camera có nhiều chức năng và chúng ta vẫn sẽ có cái trải nghiệm nó tốt nhất về hiệu năng bên trong như là Apple A13 Bionic thì iPhone 11 Pro Max vẫn sẽ là lựa chọn mà anh em nghĩ rằng nó hợp lý và nó ổn nhất trong tầm giá này. Câu hỏi số 5, anh ơi tầm 7 đến 8 triệu em muốn chụp ảnh nhiều, lâu lâu chơi game thì mua con gì ạ? À, bạn này đang quan tâm đến khả năng chụp ảnh trên smartphone và lâu lâu sẽ chơi game đúng nào thì mình sẽ có một option mạnh nhất và ấn tượng nhất đến cho anh em trong tầm giá từ 7 đến 8 triệu, đó chính là OnePlus 9 và OnePlus 9R.
khi mà OnePlus 9 được trang bị con chip bên trong là Snapdragon 888 hiệu năng cực kỳ mạnh, hỗ trợ trực tiếp về camera chụp ảnh đẹp hơn. Còn nếu như bạn muốn chức năng chụp ảnh nó đa dạng hơn, nó sống động hơn thì anh em sẽ có một chiếc điện thoại khác, đó chính là OnePlus 9R, khi mà nhiều ống kính hơn đến 4 camera đằng sau, và chúng ta sẽ có con chip là Snapdragon 870. Tầm giá hai con điện thoại này còn chưa đến 8 triệu đồng, mức giá đang tốt nhất để tại Vietablet mình nhé. Còn thứ 6 nha. À, có bạn đã hỏi mình là tầm giá Reno 8 có mua được con iPhone nào không anh? Reno 8 hiện tại tầm giá khoảng tầm là từ 7 triệu đến 9 triệu đồng. Thì trong tầm giá này mình sẽ có hai option đến cho anh em nếu anh em là iFan. Đầu tiên là iPhone 11, khi mà mức giá của máy là new chỉ là 7 triệu rưỡi mà thôi, mức giá đang tốt nhất so với thị trường và đang có tại Vietablet mình. Và thứ hai đó chính là iPhone X Max, khi tầm giá của máy là khoảng tầm là 8 triệu, một chiếc điện thoại có màn hình to, trải nghiệm sống động đã mắt và vẫn còn được cập nhật iOS lên đến iOS 16, thậm chí có thể là iOS 17 sắp tới. Còn số 7 nha. AD ơi, em đang dùng con iPhone XS, anh so sánh hai con này đi được không ạ? Em muốn dùng thử qua Android tác vụ là xem YouTube, Facebook, Zalo, cày coi phim hoạt hình kiếm hiệp. À, bạn này comment trong video là Google Pixel 5a. Và mình nghĩ rằng lựa chọn cho việc mà chúng ta có nên mua Google Pixel 5a hay không là một lựa chọn vô cùng khôn ngoan. Bởi vì sao? Con Google Pixel 5a này vẫn còn quá ngon đi. Và yếu tố đầu tiên mà bạn cân nhắc thật kỹ khi mua con điện thoại này đó chính là về Android Cock bên trong. Và như em đã biết thì Android Cock sẽ mang đến cái trải nghiệm nó tốt nhất và được Google hỗ trợ cập nhật hệ điều hành rất là lâu dài, cho nên yên tâm về cái hỗ trợ này nhé. Và thứ hai, bởi vì Google Pixel 5a được dùng Android Cock cho nên là khả năng đa nhiệm của nó mượt mà trơn tru và không cần phải có tần số quét là 90Hz hay là 120Hz. Bởi vì nội cái Android Cock không thì đã mang đến cái trải nghiệm tốt nhất đến cho anh em rồi, và những bạn nào đang dùng điện thoại Android Cock thì anh em biết ngay cái trải nghiệm của nó tốt như thế nào, đúng nào? Và ngoài ra thì con điện thoại này còn một vài yếu tố khác nữa mà mình đánh giá rất là cao, như là màn hình OLED với độ phân giải là Full HD cộng. Rồi chúng ta sẽ có một giá cực kỳ tốt cho máy 99%, máy là new bên mình chỉ tầm là 7 triệu đồng, và máy sẽ là máy quốc tế và có hai sim luôn nha anh em. Câu số 8, có bạn đã hỏi mình là anh ơi có nên mua Note 20 Ultra không anh? Em thích chụp ảnh và cày bút G. À, mình nghĩ rằng việc lựa chọn một con điện thoại để cày bút G và chụp ảnh như là Galaxy Note 20 Ultra là một lựa chọn tốt, ổn, bởi vì con điện thoại này có cấu hình nó vẫn còn rất là ngon. Và ngoài ra là Samsung đầu tư kỹ lưỡng về phần camera, mang đến ảnh chụp nó đậm đà, sâu sắc, rồi tươi tắn hơn, chi tiết nó cũng tốt hơn. Và nhiều người và nhiều cá nhân reviewer đã công nhận rằng là camera của con điện thoại này mang đến ảnh chụp nó sống động và đậm đà đến cho anh em. Và mình yên tâm với khả năng quay dựng với con điện thoại này khi mà chúng ta có thể quay được lên đến 8K. Số 9 thì có bạn đã hỏi mình là dòng A series thì Galaxy A nào đáng mua nhất vậy? À, với câu hỏi này thì mình nghĩ rằng một trong những con điện thoại mình ấn tượng nhất với dòng Galaxy A hiện tại đó chính là chiếc Samsung Galaxy A73. Có thể anh em chưa biết thì con Galaxy A73 này được trang bị con chip bên trong là Snapdragon 778G, một con chip mang đến hiệu năng mạnh và ổn định cho anh em, mang đến cho anh em cái trải nghiệm nó tốt nhất khi anh em muốn chơi những tựa game như là Liên Quân hay là Liên Minh Tốc Chiến hay là anh em muốn chơi PUBG. Ngoài ra thì con điện thoại này còn được đầu tư rất nhiều yếu tố nữa, chẳng hạn như là màn hình là Super AMOLED, tần số quét là 120Hz, chống rung là OIS, cam chính của máy là 108MP, rồi chúng ta có khả năng kháng nước là IP67, và đây là những yếu tố ấn tượng mà mình thấy được ở trên con Galaxy A73. Và để nói rằng đâu là con sản phẩm tốt nhất ở thời điểm hiện tại mà anh em nên mua thì đó chắc chắn phải là Samsung Galaxy A73 với dòng Galaxy A. Và câu hỏi cuối cùng để kết thúc video này luôn thì có bạn hỏi mình là Galaxy S22 Ultra và Z Flip 4 thì con nào ngon hơn vậy anh? Với hai con điện thoại này thì nó thuộc hai phân khúc hoàn toàn khác nhau, mặc dù nó đều là hai chiếc điện thoại cao cấp đến từ nhà Samsung, nhưng mà nếu như bạn muốn trải nghiệm một cái gì đó nó vượt khỏi cái giới hạn của anh em và nó thoát khỏi cái vùng an toàn của anh em thì đó phải là Galaxy Z Flip 4, khi mà trải nghiệm của nó đóng gập mở vô cùng tiện lợi, cấu hình thì ngon và nó sẽ mang đến cho anh em cái trải nghiệm nó khác hoàn toàn so với những gì mà anh em trải nghiệm trên chiếc điện thoại như thế này. Đó là những cái trải nghiệm mà mình nghĩ rằng không ai có được khi nếu như anh em không cầm trên tay một chiếc Galaxy Z Flip 4. Còn nếu như bạn đang yêu cầu một sự hoàn hảo, trọn vẹn, chỉnh chu thì đó chắc chắn phải là Galaxy S22 Ultra, bởi vì máy không chỉ mang đến cái trải nghiệm nó an toàn, tiện lợi, nhưng mà những gì mà Samsung đã mang đến bên trong con Galaxy S22 Ultra là không thể bàn cãi về hiệu năng, về khả năng chụp ảnh của nó, về khả năng đa nhiệm của nó, về khả năng về tuổi đời lâu dài của nó được bảo toàn và được mang đến thực trạng chắc chắn để anh em hỗ trợ cho tốt về công việc cũng như là giải trí của anh em. Và đó là toàn bộ 10 câu hỏi mà các bạn đã hỏi mình trong tuần vừa qua. Còn các bạn thì sao? Các bạn còn câu hỏi nào băn khoăn nữa và các bạn đã không biết hỏi ai thì hãy để lại bình luận bên dưới và cho mình biết với nhá. Mình sẽ trả lời ngay cho anh em trong video này hoặc là trong một video sau. Còn chơi gì nữa, và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.